Thế anh và anh thơ xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023, mến chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật những hoạt động vui chơi giải trí sôi nổi dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay cùng với đó là những thông tin hữu ích khác. Như ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 làm sao để người lao động an tâm an cư? gặp gỡ những nghệ nhân trẻ với niềm đam mê sửa kiển bonsai. Trên đường đi mời đám, người phụ nữ bị đối tượng sát hại, cướp vòng vàng rồi giấu xác trong bụi sậy. Các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng tấp nập khách du lịch. Các lễ hội hoạt động văn hóa thể thao liên tiếp được tổ chức tại các địa phương trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 để phục vụ người dân và du khách. Tại công viên Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, mới đây đã diễn ra giải kỳ đài Non sông thống nhất chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là một trong những sự kiện nằm trong lễ hội hòa bình diễn ra tại địa phương. Giải có sự tranh tài của 4 kỳ thủ là những kiện tướng có nhiều thành tích gồm Nguyễn Văn Chung đến từ Vĩnh Long, Võ Thanh Tuấn tỉnh An Giang, Bùi Ngọc Giao và Mai Văn Hoàng của Đồng Tháp. Điểm thú vị ở kỳ đài là hai kỳ thủ tranh tài ở không gian riêng, có trọng tài ghi chép lại các nước cờ để chuyển ra bên ngoài. Phía bên ngoài, ban tổ chức bố trí một bàn cờ lớn để khán giả theo dõi trận đấu. Nhằm tăng tính hấp dẫn cho từng trận đấu, kỳ thủ Quang Đình Hồng, trưởng ban chuyên môn Bộ môn Cờ tướng, thuộc Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thuyết minh, phân tích và bình luận cho từng nước cờ. Giải đấu diễn ra trong hai đêm 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Lâu nay, nhiều người thường nghĩ giới trẻ thờ ơ với nghệ thuật dân tộc. Tuy nhiên, dự án Chèo 48 giờ, tôi chèo về quê hương đã chứng minh thực tế khác. Không đặt ra những mục tiêu quá lớn như bảo tồn hay gìn giữ, gần 10 năm qua dự án đã tạo ra một không gian để bất cứ ai yêu nghệ thuật truyền thống có thể thưởng thức, tham gia và biểu diễn các lối hát như là sẩm, chầu văn, chèo hay quan họ. Em biết đến trèo 48 giờ qua lớp sẩm thì cùng sinh hoạt cùng với mọi người ở trong lớp cùng được truyền lửa từ thầy giáo và cô giáo ở trong lớp thì em, à dần dần thì em cũng cảm mến cái môn nghệ thuật sẩm. Tiết hai cảnh quế non non vời, những lời như con họ nói biết đời nào quên, dẫu rằng là núi tạn viên, cạn sông tô lịch không quên những người. Những người em để trong cơi, nắp vàng đậy lại đến nơi mình nằm, ngày ba 37 lần thăm. Đấy những ngày bài lời lối đầu tiên của con họ, đấy là ca ngợi cái nghĩa tình người đối xử với nhau đối đáp với nhau đấy chính đây rồi đấy làm em xúc động và càng phải thầy phải, phải phải đam mê hơn nữa đam mê các môn nghệ thuật truyền thống dân tộc lúc nào không biết đó là cảm nhận của hầu hết các bạn trẻ đến với dự án chèo 48 giờ tôi chèo về quê hương gần 10 năm qua hàng chục lớp truyền dạy nghệ thuật dân tộc đã được tổ chức như thế này mỗi bộ môn đều có sự hỗ trợ của những nghệ nhân nghệ sĩ để trực tiếp truyền dạy theo đúng lời lối truyền khẩu Hiện dự án đang tổ chức song song hai lớp là quan họ và sẩm tại khu tập thể Kim Liên, Hà Nội. Đến giới lớp quan họ vào tối thứ Bảy hàng tuần, ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu nghệ thuật truyền thống của những học viên đều rất trẻ, mà các bạn gọi là Gen Z. Trước khi đến giới lớp học này, hầu hết chưa ai tiếp cận quan họ cổ, không nhạc đệm, nhưng chỉ sau 4 buổi học, các bạn đã có thể hát đúng điệu dân ca. Lúc đầu em cảm thấy rất là khó Nhưng mà khi mà học xong rồi mình bắt đầu tách từng câu ra Thì em thấy rằng là thật ra là mình cũng có thể làm được Nếu mà mình tập trung này Và em nghĩ rằng là cái sự kiên trì quan trọng nhất chỉ muốn nói với các bạn một điều là khi mà mình đã tìm thấy cái hay cái đẹp ở trong cái văn hóa dân gian của đất nước rồi thì mình hãy cho cháy bùng lên, thổi bùng lên và không những bản thân mình mà còn cho tất cả những người khác xung quanh mình cũng đam mê như thế. Là dự án phi lợi nhuận tồn tại từ năm 2014 đến nay, chèo 48 giờ, tôi chèo về quê hương đã góp phần kết nối và tiếp lửa cho các bạn trẻ chuyên và không chuyên đến gần hơn với nghệ thuật truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh đầu tạo kinh tế của cả nước với số lượng công dân lao động lên tới con số triệu người, trong đó người lao động nhập cư chiếm số lượng không nhỏ. Việc tạo điều kiện đi giữ chân công nhân, giúp người lao động an tâm làm việc, an cư gắn bó lâu dài được Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp chú trọng thông qua nhiều chương trình chính sách hỗ trợ đã và sắp được triển khai. Ngay từ đầu năm nay, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung ổn định nguồn lao động cho sản xuất kinh doanh. Cùng với việc tuyển dụng nhân lực mới, nhiều doanh nghiệp chú trọng nâng cao tài nghề cho công nhân, phát triển nguồn nhân lực có tài nghề cao, phục vụ việc tái cơ cấu và phục hồi sau dịch Covid-19. Năm nay tập trung vào cái việc là củng cố lực lượng lao động và cái nhu cầu tuyển dụng đó, năm nay cũng không có nhiều ở những tháng đầu năm, à, chỉ tuyển dụng khoảng là 10%. Nhiều doanh nghiệp tận dụng thời điểm này để ổn định nhân lực, giữ chân lao động có kinh nghiệm và tay nghề để chuyển hướng sang nhiều sản phẩm mới, thị trường mới, thông qua các chế độ lương thưởng, khám sức khỏe, bảo hiểm xã hội. mong muốn của họ là muốn có cái việc làm ổn định để có thu nhập ổn định. đối với lại người sử dụng lao động đó, cũng tìm mọi cách để giữ chân người lao động bằng nhiều biện pháp, động viên rồi các cái chế độ tiền lương, tiền thưởng. việc trang bị thêm kỹ năng nghề nghiệp, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, giúp người lao động thêm an tâm gắn bó với công việc, với doanh nghiệp. tuy nhiên với hàng trăm ngàn công nhân và người lao động nhập cư có thu nhập thấp, mong mỏi lớn hơn chính là có nơi ở ổn định, an cư lâu dài. Song hiện nguồn cung nhà lưu trú cho công nhân, nhà ở xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh rất hạn chế. Do vậy phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh là nhu cầu cấp bách. Cũng mong muốn sau này có điều kiện tốt mình sẽ sở hữu một căn nhà chung cư để ở để mình ổn định để làm việc. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội vừa được triển khai. Đi cùng với đó là lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5 đến 2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng đang mở lối ra cho chương trình nhà ở xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, giúp ước mơ an cư của hàng triệu người lao động ở nơi thành phố đầu tàu kinh tế sớm trở thành hiện thực. Chuyển sang ghi nhận trên lĩnh vực nông nghiệp, sau nhiều lần thất bại với mô hình giường trại, nhưng bằng quyết tâm của mình, anh Hồ Sĩ Thái, trú xã Quỳnh Qua, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã mạnh dạng học hỏi kỹ thuật, dai mượn vốn đầu tư nuôi chim trĩ. Và nỗ lực đã mang lại hiệu quả. Chỉ sau 2 năm, thì tổng đàn chim trĩ của gia đình anh đã tăng lên 2.000 con, kinh tế gia đình từng bước ổn định. Vốn ít nên từ kỹ thuật chăn nuôi đến cách làm chuồng trại, vợ chồng anh Thái đều tham khảo học hỏi rồi tự tay làm để tiết kiệm chi phí. Khoảng giường rộng gần 2 000 m vuông của gia đình được rào chắn bằng khung lưới. Phía trong là đàn chim trĩ được nuôi thành từng ô chuồng. Chim trĩ khó nuôi nên đòi hỏi phải chăm sóc vệ sinh chuồng trại thường xuyên, đảm bảo nguồn nước sạch để tránh hao hụt cũng như giúp cho đàn chim sinh trưởng và phát triển tốt. Thức ăn cho chim trĩ chủ yếu là bèo tây, thóc, rau, khoai kết hợp với thức ăn công nghiệp. Sau 2 năm nỗ lực, giờ đây vợ chồng anh Sĩ đã từng bước thành công khi nâng tổng đàn lên 2.000 con chim trĩ, trong đó khoảng 200 con đẻ trứng, 150 con lấy thịt. Giá trứng thời điểm hiện tại là 7.000 đồng một trứng. Chim trĩ lấy thịt có giá 180.000 đồng đến 200.000 đồng một kg. Thịt chim trĩ rất ngọt, thơm nên được thị trường ưa chuộng. Thưa quý vị và các bạn, làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp từ lâu không chỉ được biết đến là trung tâm sản xuất hoa kiển lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long với hàng ngàn loài hoa khoe sắc mà còn nổi tiếng với làng nghề sửa kiển bonsai. Từ cái nôi của làng nghề đã sản sinh ra nhiều nghệ nhân, trong đó có những nghệ nhân trẻ có niềm đam mê sâu sắc với cây kiển, đã góp phần lưu giữ và phát triển làng nghề sửa kiển bonsai ở làng hoa. Đam mê nghề sửa kiển khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Bùi Đức Lợi đã chuyển sang học nghề sự kiện bonsai và bắt đầu theo đuổi cho đến nay. Chỉ mới 22 tuổi, nhưng anh Lợi đã có nhiều tác phẩm bonsai đạt các giải thưởng ở các hội thi và trở thành nghệ nhân trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ bonsai ở thành phố Sa Đéc. Em thì cũng rất là khao khát được học hỏi các kinh nghiệm từ các anh, các chú nghệ nhân kỳ cũ của làng rồi sẽ bản thân mình cũng sẽ cố gắng để mà học hỏi và làm ra những cái tác phẩm thật nhiều hơn. Cũng đam mê với nghề sự kiện bonsai, chỉ sau 3 năm vào nghề, anh Mai Trọng Đức đã được công nhận là nghệ nhân cấp thành phố. Qua 7 năm gắn bó, anh Đức đã sở hữu nhiều giải thưởng khác nhau. Hiện anh đang phụ trách hỗ trợ về kỹ thuật cho các thành viên trong câu lạc bộ bonsai thành phố Sa Đéc. Em theo đuổi đam mê, tức là cũng lúc đầu thì cũng có một cái nền yêu thích đơn giản là yêu thiên nhiên yêu cây cối nên nó là em bắt đầu từ đó em mới gieo cái mầm rồi bắt đầu được học tập thêm rồi bắt đầu sau lúc đó em chỉ mua về chơi rồi sau này thì vô câu lạc bộ hội rồi những anh em đó thì chia sẻ nhiều hơn lúc đó mình mới càng đam mê nhiều hơn theo quy định để được công nhận là nghệ nhân cấp thành phố người chơi kiển phải có tác phẩm dự thi cấp thành phố đạt giải vàng hoặc đạt hai giải bạc hoặc đạt 3 giải đồng hoặc một giải đồng ở hội thi cấp khu vực Hiện tại, câu lạc bộ bonsai thành phố Sa Đéc có khoảng 80 thành viên, nhưng chưa đến 10 người được công nhận là nghệ nhân. Vì thế, vì có thêm những nghệ nhân ngày càng trẻ tuổi, càng cho thấy sự đam mê của họ đối với bộ môn này. Với lợi thế là cái nồi của nghệ qua kiển, bằng niềm đam mê, sáng tạo của mình, hy vọng rằng thời gian tới, các nghệ nhân ở làng qua Sa Đéc sẽ tiếp tục kế thừa từ những người đi trước, phát triển, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp. Liên tục chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay là những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên đường đi mời đám, người phụ nữ bị đối tượng sát hại cướp dòng vàng rồi giấu xác trong bụi sậy. Các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng tấp nập khách du lịch. Mới đây, một vụ cháy lớn xảy ra giữa đêm khuya khiến ba căn nhà của người dân ở Bạc Liêu bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại gì người. Theo thông tin ban đầu, Khoảng 0 giờ hôm nay, anh Đặng Văn Tèo, sinh năm 1986, ngủ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Giật mình thức giấc thì phát hiện ngọn lửa phát ra từ ngôi nhà kế bên. Do anh Đặng Văn Sơn, sinh năm 1988 làm chủ, nên chạy ra ngoài truy hô cho mọi người hay. Do có gió cộng với ba căn nhà liền kề toàn làm bằng cây gỗ và bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và thiêu rụi toàn bộ ba căn nhà, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và công an xã Vĩnh Thịnh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Trương Văn Đấu, sinh năm 1985, thường trú xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là người quen của đối tượng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 4, trên đường đi mời đám, chị Anh NHQ, sinh năm 1978, cư ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Giang Thời, tỉnh Cà Mau, gặp và trò chuyện với Trương Giang Đấu. Phát hiện chị Quy có đeo vòng vàng nên đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đến đoạn đường vắng, đấu bất ngờ từ phía sau siết cổ chị Quy khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đem xác của nạn nhân giấu trong bụi sậy bên đường, đấu lấy một chiếc kiền, một bộ dòng xi men 21 chiếc và một chiếc nhẫn, tất cả là vàng 18 carat rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Sáng nay, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 1 đã quan tất hồ sơ ban đầu ra quyết định tạm giữ tàu chở dầu DO và FO không rõ nguồn gốc hợp pháp, tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định. Trước đó, tại khu vực biển Giáp Ranh giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình, tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu giỏ sắt mang số hiệu HP 5725 có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 người, do ông Trịnh Văn Tiếp 52 tuổi, quê thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển khoảng 12.000 lít dầu DO và khoảng gần 60.000 kg dầu FO. Thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được quá đơn giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu hiện có trên tàu. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, lượng du khách từ các nơi đến tham quan vui chơi tại khu du lịch biển Ba Động trên địa bàn xã Trường Long Quà, thị xã Duyên Hải, đạt mức hơn 16.000 lượt khách một ngày, doanh thu bình quân mỗi ngày hơn 8 tỷ đồng. Đây là lượng khách đến đông nhất kể từ khi khu du lịch biển Ba Động được đầu tư khai thác. Ông Dương Quang Sâm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, Khu du lịch biển Ba Động hiện nay có nhiều điểm phục vụ cho nhu cầu du khách tham quan, tắm biển, nghỉ dưỡng và thưởng thức các món ngon hải sản. Cùng với điểm đến trọng tâm là khu du lịch biển Ba Động, du khách còn dễ dàng tham quan nhiều thắng cảnh, công trình tâm linh nằm trên địa bàn như Thiền diện Trúc Lâm. Khu di tích bến tiếp nhận vũ khí cồn tàu, đình miếu công trứng, hải đăng dàm láng nước, dân dân. Đà Nẵng, thành phố xinh đẹp bên sông Hàn luôn là lựa chọn du lịch hàng đầu của nhiều người. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, dù thời tiết nắng nóng nhưng tại các điểm khu du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, khách du lịch vẫn tấp nập. Hôm nay, tại các điểm khu du lịch nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng như Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, Chùa Linh Ứng, Di tích Danh Thắng Ngũ Hành Sơn, hàng ngàn lượt khách đến tham quan vui chơi, nhiều thời điểm sẽ ra ủng tắc cục bộ. Theo ông Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban quản lý Di tích Danh Thắng Ngũ Hành Sơn, những ngày qua, bình quân mỗi ngày di tích đón khoảng 3.000 lượt khách và dự kiến trong đợt nghỉ lễ này sẽ đón khoảng 15.000 đến 17.000 lượt khách. Khu du lịch công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài cũng đông nghịch khách. Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày tại đây đón khoảng 7.000 đến 8.000 lượt khách. Theo báo cáo nhanh của Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 năm nay, mỗi ngày sân bay khai thác khoảng 80 đến 90 chuyến bay trực tiếp từ nước ngoài và khoảng 140 đến 150 chuyến bay quốc nội. Số lượng chuyến bay quốc tế đạt bằng mức cao điểm năm 2019, trong khi số chuyến bay nội địa ở mức sắp xỉ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.